Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Trang. Ở trong video clip trước, mình đã hướng dẫn chia sẻ cho các bạn cách sơn móng tay làm sao cho bền và đẹp. Ở trong video clip này, mình sẽ hướng dẫn chia sẻ cho các bạn cách phá sơn gel đơn giản và thông dụng nhất. Đầu tiên, mình cần các dụng cụ để phá móng, đó là nước rửa móng tay acetone, cây rũa móng, cây đẩy da, kẹp ủ móng và giấy lau gel. Bước đầu tiên là chúng ta dùng cây rũa móng mài về mặt móng như thế này. Mài cho mất hết lớp bóng đi để khi ủ, nước acetone mới thấm được vào lớp sơn. Cũng giống như bước nhám ở phần tạo form, mình không lên mài lâu một chỗ sẽ làm bỏng tay của khách. Khi mài hai bên cạnh móng, chúng ta dùng ngón tay đì phần da xuống để mài cho dễ hơn. Chúng ta chỉ cần mài cho mất lớp bóng đi, không lên mài mất lớp sơn, vì có thể sẽ mài tới phần móng, làm mỏng móng của khách, khiến bề mặt móng của khách chỗ lồi chỗ lõm. Sau khi đã mài xong hết các ngón, chúng ta dùng giấy lau gel thấm acetone rồi ủ kín móng, dùng kẹp móng kẹp lại để giữ giấy thấm acetone tránh bị gió, sẽ làm bay mất acetone. Acetone cũng giống như cồn, nếu mở lắp chai để lâu sẽ bị bốc hơi hết. Chúng ta ủ tầm từ 5 tới 10 phút rồi gỡ ra. Sau khi đã ủ được khoảng 5 tới 10 phút thì chúng ta tháo gỡ kẹp móng ra. Chúng ta dùng cây đẩy da đẩy từ đầu móng xuống chân móng. Chúng ta đẩy ngón nào thì mới gỡ ngón đó ra. Nếu mà đẩy ngón nào thấy sơn không bong ra thì chúng ta ủ tiếp thêm vài phút nữa rồi gỡ ra đẩy lại. Khi đã đẩy sạch sẽ các ngón thì chúng ta dùng pha miệng lại cho sạch móng. Vậy là mình vừa hướng dẫn cho các bạn cách phá sơn gel. Có những người tự nhiên sinh ra đã có móng tay rất là đẹp. Vậy có những người sinh ra móng rất là ngắn, thậm chí là không có móng, to, bè, xấu. Khi chúng ta sơn lên thì cũng sẽ vẫn xấu. Vậy làm sao để cải thiện được tình trạng này, làm sao để cho tay được đẹp hơn, thì ở trong video clip sau mình sẽ hướng dẫn chia sẻ cho các bạn cách lối móng giả đơn giản và thông dụng nhất. Nếu các bạn thấy video của mình hay và hữu ích, hãy cho mình một like nhé. Nếu bạn nào có ý kiến hay thắc mắc gì thì hãy để lại bình luận, mình sẽ trả lời các bạn. Còn nếu các bạn nào có cách làm nào hay hơn thì hãy để lại bình luận để mọi người cùng biết nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.